quá là hot luôn anh em ạ. 512 GB, siêu dung lượng luôn, nó chỉ kém mỗi ông là 1 TB là một nấc thôi, còn bây giờ nó là đỉnh của đỉnh rồi, đỉnh của chóp rồi. Xin giới thiệu anh em iPad Pro nha anh em nhé, hàng cực đẹp luôn, giá chỉ loanh quanh gọi là bát phở bát cháo thôi. 512 GB luôn, lô về rất là nhiều, 512 GB, 256 GB. Đấy, cái lô này là toàn bộ là dung lượng cao luôn, hàng cực đẹp luôn anh em này. Đấy, hàng cực đẹp luôn. Bên mình bán giá chỉ loanh quanh 4x, 5x anh các bạn nhá. Đấy, rất là nhiều luôn, 256 GB và 512 GB anh em nhá. Đấy, anh em nào mà mua máy chỉ để trải nghiệm thôi, không cần dung lượng cao ấy, thì bên mình vẫn có là 64 GB về cho anh em nhá. Hàng zin Âu đẹp, pin cao, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đầy đủ luôn này. Đấy, góc cạnh máy cho anh em xem luôn, đủ màu luôn nha các bạn nhé. Rê mạnh thì chuyên iPad mà cụ thể là iPad Pro luôn. Nói về Việt Nam là iPad Pro là vô địch luôn các bạn nhé. Với cái giá loanh quanh 4-5 triệu này thì 512 GB này là quá là đỉnh cao rồi. Đấy, nó đang chạy hệ điều hành, nó là iOS 17, gọi là lớn nhất hiện nay. Đấy các bạn nhé, nó là iOS 17 luôn. Đấy, iOS 17 đấy các bạn nhé. Đấy, hiểu chưa? Quá là ngon, 512 GB tải cái gì, lưu cái gì chả được, quá là vô địch luôn. Đấy, rất là mượt luôn, với màn hình 120Hz này, với cái máy này nói thật là 4 loa stereo âm thanh nổi luôn, thì đập cả xóm cả làng cũng nghe luôn. Và với cái cấu hình của dòng Pro màn hình 120Hz này đỉnh cao luôn anh em nhé. Đấy, số lượng rất là nhiều luôn, anh em lên đơn luôn nhé, ship COD toàn quốc.